Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đến chỗ bến Bạch Đằng nè, bến Bạch Đằng ở ngay ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, để mình xem trực tiếp bắn pháo hoa. Thì đây, ở đây nó có rất là nhiều con tàu rất là đẹp nè các bạn. Đây, đây các bạn xem thấy tàu rất là đẹp luôn không? Rất là nhiều tàu ha. Đây là có một cái con tàu cao tốc này nè các bạn, rất là lớn luôn. Đây, con tàu cao tốc rất là lớn nè. Thì bà con ở đây cũng tụ tập đến đây cũng rất là nhiều luôn nè các bạn. Các bạn xem nè, rất là đông luôn. À, các bạn thấy chưa, rất là đông luôn. Thì đây là ngay chỗ khách sạn Majestic ở quận Nhất nè các bạn. Đây, rất là đông ha, rất là đông người. Đây, mình quay cho các bạn xem cái quang cảnh ở xung quanh bến Bạch Đằng để chào đón giao thừa năm 2023 Tết Dương lịch nha các bạn. Thì bây giờ là mới 9:15 rồi nè các bạn ha. Giờ là mới 9:15 thôi. Nhưng mà do đường phố cấm rất là nhiều tuyến đường ha, nên kẹt xe cũng nhiều, mọi người đến đây sớm ha. Đến đây sớm các bạn thấy nó đông ghê chưa. Thì kênh mình lát nữa mình sẽ phát trực tiếp bắn pháo hoa nha. Mời quý vị và các bạn đăng ký để lát nữa mình sẽ xem trực tiếp bắn pháo hoa tại bến Bạch Đằng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thì đây, quang cảnh ở phía xung quanh đây các bạn. Đây các bạn thấy nè, rất là nhiều người mình trải mua những cái tấm bạc hay là đem những cái áo mưa đến đây mình trải nè các bạn. Ngồi ở cái khuôn viên bên này. Các bạn thấy đông chưa? Đường này là đường Tôn Đức Thắng ha, đã cấm hết xe rồi nè các bạn, cấm hết xe khu vực này rồi. Đây, tòa kia là tòa nhà Bitexco, tòa nhà 81 tầng, Landmark 84 tầng. Thì lát nữa sẽ bắn pháo bông ở cái khu vực vị trí ở phía bên kia sông Sài Gòn nha các bạn. Rồi, bye bye tất cả các bạn. Chúc các bạn cuối năm vui vẻ và đón chào một năm mới thật là ấm áp, hạnh phúc và an bình an. Hẹn là gặp lại các bạn ở những cái video sau. Bye bye các bạn.